Hi, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video trước thì mình có giới thiệu cho các bạn về cái app Onus là cái app ở đây nhé. Và mình mới lên video của tối hôm qua. Thì sau khi lên video thì có nhiều bạn nhắn hỏi á, là nếu mà bây giờ chỉ có đăng ký cái app Onus thôi và không chia sẻ được chai thì làm sao kiếm được tiền. Câu hỏi này cũng rất là hay nên vì vậy mà mình cũng đi tìm cái hướng để cho các bạn nếu mà những ai mà không thể nào mà đi giới thiệu được á thì vẫn có thể kiếm được tiền và rút về trong cái ví Onus và mình kiếm cái VNDC nhé. Và rất là may là mình cũng đã tìm ra được một cái app. App này thì nó cũng chứng minh được cái độ uy tín của nó rồi, 6 7 tháng nay rồi và cũng rất là nhiều người đã kiếm được tiền ở trên đó. Cái app này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn ngay sau đây thôi. Nếu bạn nào chưa có ví của Onus á thì các bạn sẽ xem lại cái video trước đó mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách tải ví Onus và đăng ký tài khoản xác thực tài khoản để nhận 200 ngàn đồng nhé. Đây là ví VNDC hoặc là ví Onus của mình thì mình đang có một cái số tiền trong đây. Và bây giờ mình muốn kiếm thêm để rút tiền ấy thì mình sẽ sử dụng một cái app khác và mình sẽ kiếm được cái VNDC này và sẽ rút về đây. App đó có tên đó là Bitpack nha. App này thì các bạn sẽ bấm vào trong phần mô tả ở video này đó, mình có để cho các bạn một cái đường link và các bạn sẽ bấm vào và tải về. Sau khi tải về xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập hoặc là đăng ký á. Ở đây mình sẽ chọn là đăng nhập qua Google. App này thì nó có ở trên hệ điều hành của Android và iOS luôn. Ở đây mình sẽ chọn là đăng nhập với cái địa chỉ email nha. Nhập mã giới thiệu để nhận được 2.000 Satoshi. 2.000 Satoshi thì nó sẽ tương ứng là khoảng tầm 20.000 đồng á. Như vậy thì khi các bạn là tải cái app này về đăng ký xác thực tài khoản xong thì các bạn sẽ nhận được là 20.000 ấy, 20.000 Việt Nam đồng. Hoặc là nếu quy đổi ra Satoshi thì nó sẽ là 2.000 ấy. Rồi chúng ta bấm vào OK. Rồi phần là ở đây chúng ta sẽ nhập cái họ tên nè, rồi mã giới thiệu thì mình sẽ để cái họ tên như thế này đi. Rồi các bạn sẽ chọn vào trong mã giới thiệu nha, để nhập mã giới thiệu. Cái mã giới thiệu thì các bạn sẽ lấy từ bạn bè của mình hoặc là nếu mà không có thì các bạn sẽ ủng hộ mình ha, bằng cách là nhập cái mã giới thiệu của mình đang ghi ở trên màn hình này hoặc là trong phần mô tả video này đấy, mình có để cho các bạn ấy. Đây là mã giới thiệu của mình nhé, các bạn sẽ nhập theo giống như thế này để mà các bạn sẽ nhận được là 2.000 Satoshi ấy, tương ứng là 20.000 Việt Nam đồng ấy. Rồi các bạn sẽ bấm vào đăng ký nè. Ở đây các bạn sẽ nhập mật khẩu. Rồi xác nhận lại mật khẩu một lần nữa, ở trên và dưới giống nhau. Như vậy là đăng ký thành công rồi, chúng ta bấm vào trang chủ nè. Ở trong phần trang chủ thì bây giờ nó sẽ đầu tiên nó sẽ hỏi các bạn là đánh giá cho nó mấy sao, mình sẽ đánh giá cho nó 5 sao luôn để cho cộng đồng biết về cái app này nhiều. Rồi OK, mình khỏi viết nhận xét ha. Thì nó đang có một cái chương trình đó là top đua tuyển Grab bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5 ha. Thì cái phần thưởng giải đặc biệt sẽ là 300.000 Satoshi. 300.000 Satoshi thì nếu mà tính ra tiền Việt của mình là 3 triệu ha, tại vì 2.000 Satoshi là 20.000, mã này 300.000 thì là 3 triệu à. Các bạn có thể xem thêm cái phần thông tin chi tiết ở đây ha. Đó là dành cho những người mà có khả năng giới thiệu được nhiều người đấy, chia sẻ app và nhận được những cái phần thưởng thế này. Các bạn có thể bấm vào trong phần thông tin chi tiết để xem thêm. Rồi chúng ta có thể tham gia vào cái group Telegram, Zalo hoặc là ở trên Facebook ha, để mà hiểu thêm về cái app này. Đây mình sẽ tắt đi. Khi mà các bạn đăng ký xong rồi đấy thì cái phần giao diện app nó sẽ giống như thế này ha. Chúng ta thấy có bên số dư ví là hiện tại mình đang số dư ví là 0 ha. Cái này thì ví mình cũng chưa kích hoạt nữa, tài khoản mình chưa kích hoạt, chưa có xác thực. Các bạn chọn sang cái phần Bitpack nè thì bạn thấy là đang có là 20.000 ha, tổng tổng giá trị là 20.000. Thì ở đây mình có là 2.000 Satoshi nè, lúc nãy á, mình nhập code gọi là mã giới thiệu á, thì mình nhận được 2.000 Satoshi. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng chưa có quy đổi được bởi vì là mình chưa được kích hoạt tài khoản. Nên bây giờ đó, các bạn sẽ bấm vào là kích hoạt tài khoản nè. Các bạn chọn vào chỗ kích hoạt ha, thì nó sẽ yêu cầu là nhập số điện thoại và nó sẽ gửi một cái mã OTP về số điện thoại của các bạn. Ở đây thì mình nhập số điện thoại rồi và bây giờ chờ cái mã OTP nó gửi về. Mã OTP thì nó sẽ gửi về tin nhắn nha. Nó sẽ gửi về tin nhắn của chúng ta và chúng ta sẽ lấy cái đó nhập vào trong đây. OK, mình đã nhập xong rồi nha. Và cái phần thông tin ví nè là của ví Payme á, thì sẽ nhập đúng theo cái chứng minh nhân dân. Cái phần mật khẩu á, thì bạn sẽ chọn nhập 6 số, phía dưới cũng 6 số luôn. Chúng ta bấm vào tiếp tục. Kế tiếp nó sẽ yêu cầu bạn là chụp mặt trước của chứng minh này. Chúng ta sẽ chụp mặt trước của chứng minh ha, chụp rõ những cái số
chữ số rồi ha, làm cho nó rõ ra. Rồi mình bấm vào tiếp tục, chụp lại mặt sau của chứng minh. Nhớ là phải chụp rõ, nếu mà chụp mờ là nó sẽ không có xác thực được nha. Các bạn đưa vào và nó sẽ quét khuôn mặt, bạn chụp ảnh cái khuôn mặt của mình lại, phải chính chủ nha, chứ nếu mà không chính chủ là không có xác thực được đâu. Rồi bây giờ mình chờ một chút xíu, nó đang tải dữ liệu lên trên và nó sẽ xác thực cho mình. Chỉ mất tầm khoảng từ 3 đến 5 phút thôi là xác thực thành công rồi. Nếu mà giấy tờ của các bạn là chụp rõ ràng từng góc cạnh, không có bị mờ, là nó sẽ xác thực rất là nhanh. Nó báo là thông tin KYC đã được duyệt thành công rồi. Như vậy thì mình đã định danh thành công trên cái ví Payme rồi nhé. Và xem như là cũng đã kích hoạt được tài khoản thành công. Bây giờ sẽ vào trong những cái hạng mục khác để xem nó có gì khác hay không. Trong cái phần chơi game này thì nó chưa có cái game nào để chúng ta chơi hết, nên tạm thời bỏ qua, chưa kiếm được tiền với lại chơi game. Ở cái phần đào Santoshi thì cứ 4 tiếng là bạn sẽ vào một lần. Rồi đến vòng quay may mắn á, thì ở đây là chúng ta sẽ test nhân phẩm nè. Nếu mà ai may mắn thì sẽ được 1.000 Santoshi, là tương ứng là 10.000 đồng. Thì mỗi một ngày chúng ta chỉ có một lượt để quay thôi, quay hết một lượt rồi chờ sau 24 tiếng sau sẽ được quay tiếp nhé. Ở đây thì lúc cái tài khoản đầu tiên á, thì mình quay á, thì mình vào trong cái ô gọi là chúc may mắn lần sau. Còn bây giờ thì không biết là quay nó sẽ ra cái gì, mình thử quay nhé. Hy vọng là sẽ được Satoshi. À, được 100 Satoshi ha. 100 Satoshi thì khoảng là được 1.000 đồng. Đúng rồi, 100 Satoshi bằng 1.000 Việt Nam đồng. Vậy thì mình đã kiếm được là 1.000 rồi ha. Cái ngày hôm sau chúng ta vào quay một lần nữa. Quay đến khi nào mà mình được là 20.000 Satoshi là mình rút được tiền rồi. App này nó như vậy thôi, nếu mà bạn không chia sẻ được cho ai, không mời được ai ấy, thì mình chỉ có hai phương pháp này để mà có thể kiếm mà. Và chờ thêm cái là chơi game nữa nha. Ở đây thì mình sẽ thử vào cái quy đổi giá trị, thì nó sẽ yêu cầu là số lượng tối thiểu đó là 20.000 Satoshi mới đổi ra được cái VNDC ha. Có VNDC xong chúng ta sẽ rút tiền về cái ví của Onus, và từ đó thì mình sẽ rút ra tài khoản ngân hàng, giống như cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản Onus đó, và chúng ta có tiền chúng ta rút ra như thế nào là có luôn rồi. Thì cái giá trị của cái đồng Satoshi nó sẽ thay đổi liên tục, nó không có phải là một cái đồng đồng tiền ổn định ha. Có thể là sẽ lên hoặc là xuống tùy vào thị trường. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở ra và review sơ qua một chút xíu về những cái phương pháp kiếm tiền khác cho các bạn xem nhé. Như vậy là cái quá trình xác thực tài khoản cũng khá là nhanh đúng không các bạn? Thấy là mình làm nó tốc hành luôn á, nó không có gặp vướng mắc gì hết tại vì mình chụp nó rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta quay qua những cái phương pháp mà để gọi là kiếm tiền nè, để mà có thể kiếm được Satoshi và đổi ra về VNDC ha, và rút về ví Onus. Thì ngoài cái chương trình là đua tuyển rep này đấy, thì chúng ta nếu mà các bạn có thể làm được cái này á, thì mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, bởi vì á, là cái giải đặc biệt tới là 300.000 Satoshi thì nó sẽ tương ứng là 3 triệu đồng ấy, coi như là một 800.000 nè, 1,5 triệu nè, rồi 2 triệu nè, 2,5 triệu, 3 triệu. Thì cái sự kiện này sẽ được diễn ra từ ngày 2 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Như vậy thì sự kiện này nó là dành cho chúng ta là 1 tháng, các bạn có thể bấm vào thông tin chi tiết để xem rõ hơn. Rồi kế tiếp nữa thì ở đây bạn thấy là nó sẽ có những cái phương pháp kiếm tiền, như là chúng ta sẽ nuôi gà này, nuôi gà ha, hãy mua vài quả trứng để ấp hoặc là phối giống. Thì game này là kiểu dạng là game nông trại đấy. Hiện tại thì mình đang có là 3.100 Satoshi nè. Nếu mà bây giờ để mua thì mình sẽ vào trong phần chợ gà. Nhưng mà hiện tại thì cái số lượng Satoshi của mình nó còn ít quá, mình chưa có đủ tiền để mua cái trứng nào trên đây hết á. Đây mình bấm vô thử ha, mua một trứng ha. Thì cái số tiền là 10.700 Satoshi, chưa đủ tiền. Và cái game này á, nếu mà các bạn chơi là các bạn phải bỏ tiền ra đầu tư, nếu mà mình không kiếm được Satoshi á thì phải mua Satoshi. Và cái này thì mình cũng không khuyến khích các bạn đầu tư nữa, bởi vì chúng ta ví dụ như chúng ta là những người đang kiếm tiền thì mình bỏ tiền vô đây rồi không biết bao giờ mình mới lấy ra được, nên thôi cái đó bỏ qua. Cái này thì nghĩ là nó sẽ có thể kiếm được tiền nhưng mà nhiều khi mình phải biết cách nha. Và các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé, nếu mà bạn nào mà rành về game thì nghiên cứu thêm cái này coi chơi thế nào nhé. Ở trên cái phần giao dịch này chúng ta thấy là có những cái lịch sử, hiện tại thì mình chưa có giao dịch gì hết. Rồi bảng xếp hạng xem coi cái người nào là được nhiều nhất. Ồ, khá nhiều ấy chứ. Wow, các bạn có thể nghiên cứu thêm cái game trên đây nha. Thôi bây giờ mình quay trở ra. Và kế tiếp nữa là chúng ta có cái phần là full to play, play to earn. Thì ở đây thì nó
Hiện tại thì nó cũng đã hết rồi, nó không có còn nữa. Lúc nào thì nó sẽ có thì mình sẽ bấm vào trong đây để mình chơi nhé. Bây giờ nó là đã diễn ra xong hết rồi thì chúng ta không có chơi game của nó được nữa. Khi nào mà nó nằm trong phần đang diễn ra nè, các bạn vào tham gia chơi nhé để kiếm Santoshi. Ví dụ như mình quay lại cái game này đi. Xem coi nó là cái gì. À, giải thưởng nó là tới 15.000 Santoshi á, như vậy là giải thưởng tới 15 triệu. Thì chúng ta có thể vào trong đây để chơi game nè. Giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm đến giải 10. Là thời gian của nó từ 1 tháng 4 kết thúc vào ngày 7 tháng 4, mới vừa kết thúc gần đây luôn. Thì chúng ta thấy là chơi là bấm vào chơi miễn phí nè, nó sẽ hiện ra. Nhưng mà bây giờ chắc nó không cho chơi đâu thì nó đã hết rồi. Và phần giải thưởng, đây là những người mà ăn chia giải thưởng với nhau nè. Ăn chia giải thưởng thì dễ nhất thì được 2.186 điểm. Đó là cách các bạn có thể là chơi game và kiếm Satoshi trên đây. Rồi, cái thứ ba thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ đào đúng không? Đào coin này. Đào coin này, bấm vào. Hiện tại thì còn 2 tiếng 45 phút nữa mới đúng thời gian đào và bấm vào đào, nhận Satoshi miễn phí. Và mỗi ngày như vậy thì cứ sau 24 tiếng thì chúng ta sẽ có được một lượt quay miễn phí để nhận Satoshi này. Nhiều nhất là được là 1.000 Satoshi. Rồi cái phương pháp kiếm tiền khác nữa là nếu mà bạn có bạn bè của bạn thích mua sắm gọi là shopping rồi đó, shop, thì chúng ta sẽ chia sẻ cho họ về cái app này. Có thể là họ tải app về họ mua sắm trên đây thì họ sẽ được hoàn tiền lại. Còn mình giới thiệu họ thì họ vào thì mình được nhận được là 1.000 Satoshi là 10.000 đồng ấy. Còn họ mua sắm ở trên đây thì họ được hoàn tiền lại thôi. Đây, nó có nè, Tiki, Lazada, Shopee, Sendor nè. Và thêm nữa là trong cái phần dịch vụ này đúng không, nó sẽ có là nạp điện thoại nè, rồi đóng tiền điện, nước, truyền hình, cáp, vé máy bay, internet và cả tiền học phí nữa. Nó liên kết với lại cái ví PayMe á, nên vì vậy mà nếu mà chúng ta có Santoshi đúng không, các bạn không cần rút, chúng ta quy đổi ra và chúng ta thanh toán dịch vụ trên đây cũng được. Đây là cái app cho các bạn có thể kiếm được thẻ cào điện thoại rồi đó, và chúng ta sẽ có thể sử dụng được những cái dịch vụ khác nữa. Và cái mà kiếm tiền dễ nhất và đơn giản nhất thì mình thấy nó là ở trong cái phần là giới thiệu thôi. Như vậy thì mỗi một người khi mà bạn giới thiệu thành công, họ xác thực tài khoản ấy, thì bạn sẽ nhận được là 1.000 Satoshi, tương ứng là khoảng tầm 10.000 đồng tính theo giá trị hiện tại. Và chúng ta thấy là chỉ cần mời được khoảng tầm 20 người thôi là bạn đã đủ cái min rút tiền rồi đúng không? Ở đây thì mình lúc nãy mình có sử dụng một cái tài khoản khác và mình rep, thì mình thấy là cái phần là nó đã hiện ra xác thực bạn bè đó, nó đã KYC xong nè. Nếu mà những bạn nào mà vô trong đây thì mình cũng sẽ thấy các bạn thôi, là mình KYC xong mình vô đây mình tham gia kiếm tiền nhé. Và những bạn nào mà đã kiếm tiền rồi mà chưa biết cách rút tiền á, thì chúng ta kiếm đủ đi rồi sẽ có những video kế tiếp để hướng dẫn các bạn cách rút tiền về cái ví của Onode. Ví Onode thì hôm trước mình cũng đã có chia sẻ rồi đúng không, cách đăng ký tài khoản sao và nhận được 200 ngàn như thế nào, và mình muốn kiếm thêm để mình đẩy vào trong đó để mình rút tiền ra thì cũng có. Đây là một cái app này, app này các bạn có thể kiếm được tiền và chúng ta sẽ rút tiền ra, nó đơn giản thôi. Nếu mà cái này á, là mấy bạn mà có thời gian hoặc là những bạn học sinh sinh viên rồi đó, ngoài giờ giải lao á, chúng ta ví dụ chúng ta điều kiện để chúng ta có thể sử dụng cái app này để chúng ta chia sẻ cho bạn bè để chúng ta cùng nhau kiếm thêm thu nhập đúng không, đỡ được đồng nào hay đồng đó. Và đây là một app uy tín, các bạn yên tâm là đừng có sợ bị scam nhé. Và mình khuyên các bạn là không có nên đầu tư vào trong cái game nếu mà bạn chưa hiểu về cái cách chơi của nó, bởi vì mình không hiểu thì mình chơi có thể mình sẽ bị mất tiền ấy. Đây là app Tipbag nhé, và mình cũng đã review cho các bạn sơ qua về cái app này rồi. Hẹn các bạn ở cái video lần sau. À, mình khi mà đã đủ cái điều kiện rút tiền á thì mình sẽ làm review cách rút tiền cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng app này thì cũng không còn gì để mà chúng ta nói thêm nữa. Thôi như coi như là chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Và hẹn ở những cái video lần sau về những cái app có thể kiếm được tiền ngon hơn, hiệu quả hơn, uy tín hơn và nhiều tiền hơn nhé. Nếu các bạn thấy nội dung của video này hay và có ích cho bạn thì chúng ta ngại gì không chọn vào một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.